chào tất cả anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh channel Phan Sĩ Hùng chuyên bất động sản Nha Trang. Hôm nay là Hùng đang đi giãn khách, đưa các anh chị đi tham quan thị trường Cam Lâm. Hiện trạng là Hùng đang đứng trên con đường là Đinh Tiên Hoàng. Con đường Đinh Tiên Hoàng là một trong những con đường đẹp và sầm uất nhất của huyện Cam Lâm. Trên con đường là Đinh Tiên Hoàng, mặt tiền đường vào đất. Sắp tới là công ty Hùng sẽ mở bán cái cụm đất mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng luôn nha anh chị. Cơ sở hạ tầng đường nhựa quét sơn kẻ vạch chuẩn đô thị, có hệ thống cấp thoát nước đầy đủ hết. Sổ đỏ thổ cư 100%, xây dựng thì tự do. Hùng sẽ quay một vòng cho anh chị tham khảo. Con đường Đinh Tiên Hoàng là một trong những con đường đẹp và sầm uất và giá trị nhất của huyện Cam Lâm. Hiện trạng đó là đang làm cơ sở hạ tầng nha anh chị. Hùng sẽ cập nhật tiến độ gửi cho anh chị theo từng giai đoạn.